Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với loạt video cài đặt đồng hồ nhiệt độ VX của hãng HyzenNet. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn đến tất cả các bạn về cách lựa chọn kiểu hoạt động ngoài ra của bộ điều khiển này. Để mà vào được cái thông số mà chúng ta sẽ thay đổi thì mình cần nhấn hai phím mode và set trong vòng 3 giây. Chúng ta đi đến group số 8, đó chính là group out. Để vào group này thì chúng ta cần nhấn phím set thông số CNT1. Đây chính là thông số mà chúng ta sẽ lựa chọn cái kiểu hoạt động ngoài ra của nó. Hiện tại mình đang chọn là cái kiểu là PID. Ở cái dòng đồng hồ này chúng ta sẽ có hai kiểu là PID và on off. Nếu một số các bạn đó cần thay đổi sang on off thì mình cần nhấn phím set. Và chúng ta sử dụng phím lên hoặc phím xuống để thay đổi cái giá trị của nó. Ở đây mình nhấn phím xuống nó sẽ thay đổi sang là on off ha, và mình nhấn phím lên nó sẽ thay đổi là BDD. Và để xác nhận cái thông số mà các bạn vừa thay đổi đó thì mình cần nhấn phím set ha. Và mình sẽ rời cái group này bằng cách là mình sẽ để phím mode trong vòng 3 giây, và sau đó mình sẽ quay lại cái màn hình hoạt động chính của nó. Để mà an toàn thì tất cả các bạn nên tắt cái nguồn điện đi, rồi mình sẽ khởi động lại nguồn điện thì đó nó sẽ hoạt động cách chính xác hơn. Và phần hướng dẫn của mình đến đây đã kết thúc. Xin kính chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.